Như vậy là trận đấu ở vòng 4 của giải bóng đá vô địch quốc gia LS V-League 2020 giữa hai câu lạc bộ Viettel và Than Quảng Ninh đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Viettel trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Nghiêm Xuân Tú. Pha tranh chấp của Trọng Đại. So với trận đấu cách đây ít ngày trên sân Thiên Trường của Giờ Nam Hải Nam Định, Viettel có một sự thay đổi duy nhất, đó là trường hợp vắng mặt của Dương Văn Hào vì chấn thương, thay vào đó là Việt Phong. Đặng Văn Trâm. Việt Phong. Đức Chiến. Loại bỏ Jimmy Lynch. Đường chuyền hơi non. Khắc Ngọc có phần hơi âm thầm ở những phút đã qua. Một phần là do cầu thủ Quảng Ninh đã dành cho Khắc Ngọc rất nhiều sự quan tâm và rất nhiều khả năng là đội chủ nhà đã chuyển hướng triển khai lối chơi không cần thông qua Khắc Ngọc ở những phút vừa qua. Coi Khắc Ngọc chỉ là một con mồi để hút theo sự chú ý của cầu thủ Than Quảng Ninh mà thôi. Bây giờ là Khắc Ngọc, không kịp. Dương Thành Hào là người đã kịp thời can thiệp. Khắc Ngọc. Vẫn là Khắc Ngọc. Rất tỉnh táo. Nhưng pha xoay sở tiếp theo của Khắc Ngọc không nhận được sự hưởng ứng của Bruno. Và thực ra thì đường chuyền vừa rồi, đường chuyền cuối cùng của Khắc Ngọc cũng rất khó có thể đem đến một cơ hội thực sự cho người đồng đội của mình ở phía trong. Dương Văn Khoa. Pha tranh chấp tốt của Đức Chiến. Và tỷ số được mở cho đội khách Than Quảng Ninh. Đó là pha phù hợp của bộ đôi Jimmy Lynch và Fagan. Fagan là người đã loại bỏ được Đức Chiến ở bên ngoài biên trái và thực hiện quả lật rất đẹp giúp cho Jimmy Lynch tận dụng thời chiều cao của mình để đánh gục Nguyên Mạnh. Bóng bổng và những tình huống xử lý chính xác đã giúp cho đội khách vượt lên. Không phải lần đầu ở mùa giải này Viettel bị dẫn trước. Trận đấu gần nhất, trận đấu đầu tiên của họ trên sân hàng đấy ở mùa giải 2020 là một trận đấu mà họ đã từng bị dẫn trước tới 2 bàn bởi câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Nhưng đó là trận đấu mà họ đã chơi bùng nổ. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của đội khách Than Quảng Ninh. Đức Chiến đã chơi tốt ở nhịp tranh chấp đầu tiên nhưng lại không đủ kín kẽ để hóa giải hoàn toàn tình huống. Trung vệ Luis bị kéo ra ngoài biên và tình huống tranh chấp bóng bổng ở phía trong đã trở nên khó khăn đối với Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, người bọc lót phía sau. Nhịp chơi của họ, tốc độ chơi, khả năng tạo ra sự áp đặt sẽ là khác hơn rất nhiều so với hiệp 1. Và khi mà hiệp 1 của trận đấu đang diễn ra với một kết quả có phần bất lợi như thế này thì chắc chắn huấn luyện viên Trương Văn Hoàng sẽ cần phải có nhiều thay đổi hơn ở phần còn lại của trận đấu. Quả chạm bóng của Khắc Ngọc. Đánh đầu. Đó là cú đánh đầu vào bóng của Lasro. Quế Ngọc Hải. Jimmy Linh là người đã hỗ trợ thành công. Tiếp theo là cú phá bóng của Fagan. Một sự khác biệt so với bộ đôi tấn công của câu lạc bộ Viettel vào thời điểm này. Cai Kê, Khắc Ngọc. Mà Hồng Quân là người bị thổi phạt. Trương Tiến Anh.
Hoàng Đức. Giữ bóng rất tốt. Tiến Anh. Khắc Ngọc. Bruno. Rất nhanh. Dứt điểm chân phải. Cú đá không tốt. Bật tường. Hoàng Đức. Quả phạt cho đội chủ nhà. Pha phối hợp tấn công vào nách trung lộ. Rất ăn ý giữa Hoàng Đức và người đồng đội của mình là Cai Kê. Giải pháp cản phá của hậu vệ bên phía Thanh Quảng Ninh gần như là bắt buộc. Họ buộc phải phạm lỗi. Phút thứ 80 của trận đấu, sức ép đang là tương đối tốt, được tạo ra bởi cầu thủ Viettel về phía khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Khoảng cách giữa hai đội vẫn đang là một bàn nghiêng về phía đội khách. Điểm mạnh về mặt thể lực đã giúp cho cầu thủ Viettel khoảng 10-15 phút vừa qua của trận đấu làm chủ hoàn toàn thế trận. Jamie Lynch với pha phạm lỗi vừa rồi đã phải nhận thẻ. Đây là góc sút phạt thuận lợi cho Hoàng Đức, cầu thủ vừa bị phạm lỗi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Khắc Ngọc sẽ là người kết thúc tình huống này. Trong một ngày thi đấu mà phong độ không quá cao, Khắc Ngọc cần phải gỡ lại hình ảnh của mình bằng một tình huống cố định. Tình huống cố định, Khắc Ngọc đã thành công. Dương Tuấn Linh dường như đã hình dung ra được ý đồ sút bóng của cầu thủ đối phương và cũng đã di chuyển ra cột gần để có thể cản phá. Có vẻ như thủ môn của Thanh Quảng Ninh cũng đã chạm được tay vào bóng, nhưng tất cả đều không thể ngăn được bàn thắng của Viettel. Một khoảnh khắc lóe sáng của Khắc Ngọc đủ để cứu vãn một trận đấu mà có thể nói rằng anh đã chơi một phong độ không cao. Có thể nhận thấy nụ cười của huấn luyện viên Park Hang-seo và người cộng sự của mình. Đó là những tín hiệu mừng. Đó là những giải pháp mà đội tuyển Việt Nam rất cần. Không chỉ là vấn đề nhân sự, là những tình huống mà chúng ta có thể giải quyết được những pha bóng trong những thời điểm có thể nói là khó khăn của một tập thể. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Khắc Ngọc. Trên sân Thiên Trường vòng đấu trước, Khắc Ngọc cũng suýt nữa có một bàn thắng từ quả đá phạt. Bóng đã dội xà ngang khung thành của Dương Nam Hà Nam Định. Còn ở trận đấu tiếp theo, trong một tình thế còn khó khăn hơn rất nhiều, Khắc Ngọc đã tận dụng được thời cơ. Khắc Ngọc. Trương Tiến Anh. Khắc Ngọc đang di chuyển. Quang Khải. Rất khó hiểu cho pha chuyền bóng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Trương Tiến Anh. Có lẽ là không còn đủ thời gian để Viettel có thể thay đổi được kết quả của trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có thể sẽ có điểm cho trận đấu này. Như vậy là trận đấu trên sân hàng đẫy giữa hai câu lạc bộ Viettel và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 4 của LS V-League 2020 đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Một trận đấu mà hiệp 1 thuộc về Than Quảng Ninh, còn hiệp thi đấu thứ 2 là của Viettel. Khắc Ngọc đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn thêm một lần nữa bằng một cú đá rất đẹp. Còn ở hiệp 1, Jamie Linh bằng một cú đánh đầu hiểm hóc đã giúp cho Than Quảng Ninh vượt lên. Mỗi đội bằng cái cách riêng của mình.